Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hiện tại thì mình đang ở trước cái quán gọi là bún đậu mắm tôm Hà Nội Tiến Hải. Ở đây là một trong những quán bún đậu mắm tôm nổi tiếng nhất của quận 10 các bạn, và cũng như là một trong những cái quán bún đậu mắm tôm mới của thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi review cho các bạn xem là cái bún đậu mắm tôm của Tiến Hải quán có gì đặc biệt các bạn. Thì mình biết là cái mẹt bún đậu mắm tôm của Tiến Hải là cực kỳ độc đáo nha. Mình sẽ review cho các bạn xem chi tiết. Các bạn thấy là rất là đông nha các bạn, xe để ngoài đường rất nhiều á. Là quán bún đậu mắm tôm Tiến Hải quán nằm ở địa chỉ là 407 409 Nguyễn Tri Phương, phường 5 quận 10 các bạn. Ở đây phải nói là xung quanh là cái đội quân gọi là đội quân Grab với lại là Google quá trời luôn, sẵn sàng nhận đơn hàng các bạn. Mình vô tới quán rồi bạn ơi, đông lắm. Ở đây là menu. Ở đây mình sẽ review với bạn là cái nước chấm thì nó khác xíu, nó mặn xíu bạn ơi. Và bán đông lắm. Thịt vô cũng rất là đông. Ok. Có này. Chúng là làm to hơn ở bên Hà Chánh mọi người. Khác một xíu trên phong cách đồng cấp như Hà Nội này. Có thịt heo quay các bạn. Xin lỗi các bạn, tình luộc đậu hũ chiên rất nhỏ. Đây là cái gì không biết nữa. Này là nem chiên Hà Nội các bạn ơi. Nem chiên, ok, hơi khác xíu so với là của cái quán Hà Chánh các bạn. Nước chấm cũng khác luôn. Món này là món của người Hà Nội luôn, và cái Tiến Hải này cũng của Hà Nội luôn các bạn. Cảm ơn. Hơi khác so với cái gì này thì nhiều hơn, cái mẹt này nhiều hơn so với là cái này. Nhiều hơn so với cái mẹt của Hà Chánh. Bên Hà Chánh thì nó có nem mực như là nem nem hấp các bạn, ở trong đây thì có chỉ là cái nem chiên Hà Nội, chả cốm Hà Nội, nem chiên chả cốm. Okay. Quá thì giờ cực kỳ là đông các bạn, nếu là món này thì nó di nhập vào, nhưng mà mình người Nam chơi rất là Hà Nội chơi Sài Gòn không tốt luôn, bỏ con Hà Nội luôn. Thank you.
chả cốm các bạn, chả cốm. Luôn một lần như vậy đó. Em không có bên nha. Nó không lại ra nha.
chấm này nó lạ hơn nước chấm của bên A Chà, nó mặn, nó mặn hơn chút nhưng mà rất là đậm đà. Quán này đông lắm không? À, không? Nhiều chi nhánh lắm. 4 chi nhánh, đây là khu vực đồng quận 10 không ạ?